Chào mừng bạn đã đến với YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, Samsung Galaxy A80. Đây là một chiếc máy mà mình có thể nói rằng là nó nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng trước khi nó ra mắt, trong khi nó ra mắt, nhưng sau khi nó ra mắt thì nó lại hơi khác một chút. Bởi vì là người dùng thì mong rằng là có một chiếc máy nó đột phá một tí, nó khác biệt một tí ở phần thiết kế và nó mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm nó đặc biệt một tí. Thì rõ ràng chiếc máy Samsung Galaxy A80 này nó làm được như vậy, nhưng tại sao sau khi ra mắt người dùng lại ít quan tâm đến nó? Bởi vì chính đến từ mức giá. Cái chiếc máy này sẽ được định giá tại thị trường Việt Nam chúng ta, đấy là 14.990.000. Đây là một số tiền không hề nhỏ cho một chiếc máy tầm trung, một chiếc máy cận cao cấp đến từ nhà Samsung. Mặc dù nó có những trải nghiệm rất là khác biệt, những cái trải nghiệm nó đặc biệt, và cũng như là chúng ta cũng sẽ có một cấu hình khá ổn. Snapdragon 730 chúng ta có 8GB. Thế nhưng mức giá nó đã phá tan tất cả, 15 triệu. Rõ ràng ở phân khúc tầm giá này chúng ta đã có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy flagship của nhà Samsung, đấy là chiếc Samsung Galaxy S10e, hoặc là thậm chí các bạn cũng có thể lựa chọn một số chiếc máy khác, ví dụ như là cố thêm tí thì chúng ta cũng đã có Samsung Galaxy S10 nếu như trừ hết quà đi. Vậy nên đây chính là cái rào cản lớn nhất của chiếc Samsung Galaxy A80 đối với người dùng. Nhưng tại sao mình lại để ở phần tiêu đề, đấy là tính ra chỉ khoảng tầm 10 triệu chúng ta đã mua được Galaxy A80 rồi. Bởi vì nếu như các bạn để ý, giá niêm yết của chiếc máy này thì sẽ là 15 triệu, nhưng chúng ta lại được tặng thêm khá là nhiều quà. Đầu tiên đấy là một cái tai nghe AKG i500 trị giá là 3.990.000. Tức là cái mức giá của nó, thứ nhất khi mà trừ cái tai nghe đi, nó chỉ còn là 11 triệu mà thôi. Cái món quà thứ hai đấy là nếu như các bạn đặt sớm ấy thì chúng ta lại còn nhận được thêm một bộ quà tặng của Blackpink. Bên trong thì nó có những gì trước đấy mình đã có một video chia sẻ rồi, như là một cái đốc sạc có dây để chúng bạn có thể dựng máy lên ở trên bàn làm việc, hoặc là để ở trên cái đầu giường ngủ này. Hay là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái case bảo vệ bằng da, và bên trong cũng sẽ có chữ ký của những thành viên Blackpink. Chúng ta cũng sẽ có một bộ ảnh, và cũng như là sẽ có khá nhiều thứ hay ho trong bộ quà đó. Và cái giá trị của bộ quà đấy nó sẽ là 2.490.000, tức là 2.500.000 nữa. Và khi mà chúng ta lấy cái mức giá của A80 trừ hai cái bộ quà đấy đi, 14.990 trừ cho 5.500.000 thì nó sẽ chỉ là 9.500.000 mà thôi. Và chắc chắn rằng khi các bạn mua những chiếc Samsung Galaxy A80 này ở những cái đại lý lớn thì họ cũng sẽ có những chương trình ưu đãi, kiểu là các bạn không lấy quà thì sẽ được trừ trực tiếp vào giá. Ví dụ cái tai nghe kia là 4 triệu đi thì các bạn không lấy tai nghe sẽ được trừ khoảng tầm 2 triệu gì đó. Hoặc là các bạn không lấy cái bộ quà tặng Blackpink thì các bạn sẽ được trừ thêm khoảng tầm 1 triệu. Hoặc là các bạn lấy quà về và các bạn bán lại sang tay đi thì khi đó cái giá trị mà các bạn bán lại nó cũng sẽ là cao hơn. Thì rõ ràng Samsung Galaxy A80 các bạn đã mua được nó với mức giá thấp hơn. Và cái mức giá như thế thì theo các bạn đã ngon cho Galaxy A80 hay chưa? Theo mình thì nó đã ngon rồi. Bởi vì là ở phân khúc tầm giá 10 triệu, gọi là 10 triệu, 11 triệu đi, chúng ta có một chiếc máy với camera xoay lật rất là hay ho, và các bạn cũng sẽ có những tính năng thời thượng như kiểu là quay video xóa phông, chúng ta có chụp ảnh xóa phông cho cả trước lẫn sau. Và thực chất thì camera trước và camera sau của chiếc máy này đều là một cam mà thôi. Cái thứ hai đấy là với cái chiếc Samsung Galaxy A80 phiên bản mà mình đang cầm trên tay thì nó sẽ có tới là 8GB, chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 730. Con chip Snapdragon đầu 7 thì nó cũng sẽ không phải là một cái gì to tắc lắm, nó không giống như kiểu là một chiếc máy ở phân khúc tầm trung mà có chip đầu 8. Nhưng con Snapdragon 730 này là một con chip nó tập trung về game nhiều hơn, nên là khi các bạn chơi game nó sẽ được tối ưu hóa cực kỳ tốt để cho các bạn có những trải nghiệm là tuyệt vời nhất. Thêm nữa thì Galaxy A80 nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một cái màn hình với kích thước cực kỳ lớn, lên tới là 6.7, cực độ phân giải là Full HD cộng, chúng ta sẽ có vân tay nhúng bên trong màn hình. Và cái vân tay này thì cái tốc độ của nó đã được cải thiện, nó xịn sò hơn rất nhiều so với thế hệ vân tay trên cái chiếc Galaxy A50 cũng như là Galaxy A70. Nên là các bạn cứ yên tâm đi, cái tình trạng như kiểu là đặt vân tay và quá lâu mới mở được máy là hoàn toàn không có trên Galaxy A80. Tóm gọn lại, với Galaxy A80 tuy rằng cái mức giá niêm yết của nó tại thị trường Việt Nam là 15 triệu, nhưng thực chất khi các bạn mua thì nó lại không phải là 15 triệu. Và các bạn thấy sao về Galaxy A80 nếu như các bạn sẽ chỉ phải mua nó với mức giá khoảng tầm là hơn 10 triệu một tí? Xin một comment để lại cảm nhận các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.